hàng nhập khẩu. Xin kính chào quý đại lý và quý khách hàng. Hôm nay chúng tôi lại làm video này để giới thiệu đến quý đại lý và quý khách hàng một trong những sản phẩm được rất nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt chị em phụ nữ Việt Nam là ưa chuộng và sử dụng. Đó là cái viên uống tinh dầu hoa anh thảo của Hàn Quốc, Evergreen Epiphany Primrose. Thì đây là một cái hộp này là có 365 viên, nhân với cái hàm lượng là 1025 mg, có 365 viên. Thì chỗ này là tại sao lại là 2050 mg, vì một ngày chúng ta sẽ sử dụng khoảng, người trưởng thành sử dụng khoảng 2 viên, đây sẽ là 2050 mg. Thế thì cái sản phẩm này được chiết xuất từ hoa anh thảo, hay chúng ta còn gọi là tinh dầu hoa anh thảo. Quý vị xem qua cái hình thức của sản phẩm trước. Đây là cái vỏ hộp, đây là cái sản phẩm trong cái hộp đấy. Đây là mặt trước của sản phẩm. Hộp này là chứa 365 viên nang. Đây được niêm phong rất là cẩn thận. Đây, trong hai viên này thì chứa là 2050 mg tinh dầu anh thảo. Trong 2050 mg này thì có 240 mg là GLA. Đấy, thì GLA nó là cái axit gamma đấy, axit gamma linoleic. Đây là một cái axit béo rất là quan trọng, được tìm thấy trong rất nhiều loại cái hạt dầu thực vật, ví dụ như là dầu hoa lưu ly này, dầu hoa anh thảo này. Đấy, và được trong đông y người ta sử dụng làm thuốc. Đấy. Thế thì cái GLA này quý vị nếu mà tra trên sách của đông y, kể cả tra trên mạng ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng người ta sử dụng nó để điều trị rất nhiều những cái tình trạng liên quan đến các bệnh lý, ví dụ như là xơ cứng bì hệ thống này, vẩy nến hoặc là bị tràn, hoặc là thấp khớp, hoặc là polyp khoang miệng, cholesterol trong máu cao này, hoặc là một số những bệnh liên quan đến máu như bệnh vỡ máu, bệnh tim mạch, hội chứng chuyển hóa, hoặc là đau do biến chứng thần kinh đái tháo đường, hoặc là rối loạn tăng động giảm trí chẳng hạn, thì người ta cũng sử dụng rất nhiều cái GLA này. Phụ nữ sau sinh có một số chị em bị trầm cảm chẳng hạn, những chứng mệt mỏi và thần kinh, người ta cũng sử dụng cái này để điều trị. Hoặc là những cái bệnh liên quan đến viêm mũi dị ứng, như là viêm mũi do phấn hoa này, thì người ta cũng sử dụng cái GLA này điều trị. Đặc biệt là trong cái phòng chống ung thư hoặc hỗ trợ những bệnh nhân ung thư các tuyến như tuyến giáp, tuyến vú ấy, thì GLA này có thể hỗ trợ cho cái điều trị nhanh hơn, có nghĩa là tương tác với thuốc để mà làm tăng cái hiệu quả sử dụng của thuốc. Thế thì về cái viên uống tinh dầu hoa anh thảo này thì có lẽ là cũng khá nhiều, nếu chị em đã sử dụng rồi hạn thì biết cái công dụng của nó. Nhưng có một số chị em nếu mà lần đầu tiên mà tham khảo thì xin có thể hàng nhập khẩu, xin có thể giới thiệu những công dụng của nó như sau. Thì đầu tiên phải giới thiệu về cái hoa anh thảo này đã. Thì nếu quý vị tra trên mạng rất là nhiều, rất là dễ hiểu thôi. Cái dầu hoa anh thảo được chiết xuất từ cái hạt của cây anh thảo. Thì cái dầu hoa anh thảo này nó chứa những cái axit béo thiết yếu, góp phần hình thành những cái màng tế bào mà cung cấp những cái hormone, những cái chất như tương tự hormone cần thiết cho cơ thể. Những cái tinh dầu hoa anh thảo này nó cũng chứa cái axit béo như là omega 6 chẳng hạn này. Đấy, thì nó đóng vai trò rất là quan trọng trong việc duy trì và phát triển những chức năng của não, tăng trưởng và phát triển bình thường của cơ thể đấy. Thế ngoài ra thì dầu hoa anh thảo này có rất nhiều những cái chất nó có khả năng trị bệnh, như GLA là một trong ví dụ nó vừa tôi vừa nêu xong.
đấy, nó làm dịu những cơn đau liên quan đến những cái chứng như là chứng tiền mãn kinh này, hoặc là những cái giảm kích thích, giảm cái kích ứng đấy, và những bệnh liên quan đến da chẳng hạn. Tuy nhiên đấy là cái sơ lược, còn lại là cái phần chuyên sâu mà chị em phụ nữ Việt Nam hay sử dụng ấy, thì là chúng ta hay sử dụng cái này liên quan đến, chúng ta hay gọi nó là cái sản phẩm cho nội tiết tố nữ, nghĩa là hỗ trợ cho chúng ta là duy trì cái thanh xuân. Thế thì những chị em tuổi tiền mãn kinh chẳng hạn, hoặc là trong giai đoạn mãn kinh, thì cái việc sử dụng bổ sung cái sản phẩm viên tinh dầu khoanh thảo này thì nó giúp cho chị em là trải qua cái giai đoạn tiền mãn kinh, rất là nhẹ nhàng, chậm rãi, dễ thích ứng. Những chị em không nhất thiết về tiền mãn kinh đâu, rất nhiều chị em chỉ sau 25 tuổi 25 thôi thì bắt đầu là các tình trạng liên quan nội tiết ấy, nó đã có những vấn đề nhất định, ví dụ như là những biểu hiện liên quan nội tiết rất là rõ. Nhiều chị em thường gặp như là tình trạng khô hạn này, hoặc dễ căng thẳng này, bốc hỏa này, rồi rụng tóc khô này, rồi da xấu vân vân, đều gắn với câu chuyện nội tiết hết. Thì cái tinh dầu hoa anh thảo này nó giúp cho cái nội tiết của chị em nó hoạt động một cách là trơn tru. Thế thì những cái biểu hiện mà nội tiết mà thường gặp nhất thì chị em thường thấy chẳng hạn như là trong cái chu kỳ kinh nguyệt chẳng hạn, thì không đều, như bất kinh, kinh thưa, rong kinh này, hoặc là ngực căng, hoặc là ví dụ như là ngực không phát triển chẳng hạn, thì đấy nó liên quan ảnh hưởng nội tiết, rối loạn nội tiết. Phụ nữ tiền mãn kinh thì vừa nói xong rồi. Thì khi mà phụ nữ đầu tuổi tiền mãn kinh thì cái lượng thiếu hụt khá là nhiều những cái vi chất, thì nó giảm ra, gây ra những cái dạng rối loạn nội tiết, bốc hỏa này, rồi hồ hộp và xuất hiện những cái rối loạn thần kinh như là mất ngủ chẳng hạn, hoặc là trầm cảm, rối loạn chuyển hóa vân vân, đều gắn với câu chuyện của nội tiết hết. Hoặc là những chị em mà tuổi sau 30 thì thấy xuất hiện rất rõ, đặc biệt là những chị em sau sinh, kể cả không những rất thiết sau sinh, bắt đầu là sinh thôi, thì những hiện tượng như là nám này, nám này, rồi béo phì này, rồi mồi này, vân vân. Đặc biệt là tình trạng nám da, hầu như là chị em nào liên quan đến sau sinh thì cũng đều có ảnh hưởng ít nhiều. Hoặc là một số những cái biểu hiện như là rất là rõ rệt, như là giảm cái ham muốn tình dục, rối loạn nội tiết khiến cho bạn giảm cái tình trạng ham muốn. Thế thì những loại đấy hạn thì chúng ta có thể sử dụng cái tinh dầu hoa anh thảo này thì rất là cần thiết, rất là hợp lý. Cho nên là mọi người hay gọi nôm na đó là cái viên uống để hỗ trợ nội tiết, hoặc là viên uống nội tiết nữ, là chính là cái sản phẩm này. Thì trên thị trường nó có rất nhiều loại khác nhau. Thì đây là một trong sản phẩm nó có thể nói là được chị em phụ nữ ra trong vài năm gần đây là rất là ưa chuộng. Hình thức nó cũng đẹp, sản phẩm chất lượng nó cũng tốt, chị em phụ nữ dùng thấy hiệu quả nó khá cao. Thế thì bản thân trong cái sản phẩm này thì nó có rất nhiều công dụng khác nhau, nhưng mà những công dụng mà cơ bản thì vừa nêu xong, nhưng ngoài ra còn một số công dụng khác nữa, như là khi mà sử dụng cái này chị em thấy cái tình trạng như là tình trạng đau ngực này, do chu kỳ kinh nguyệt đấy, thì có thể nói là nó giảm một cách có thể tương đối rõ rệt sau khi sử dụng khoảng 15 viên. Thì chị em thấy rằng là ngay ở cái chu kỳ cái tháng đầu tiên ấy, mà sử dụng khoảng tầm sau 15 viên thì chúng ta đã thấy cái hiện tượng đó nó giảm nó khá là nhiều. Và những bệnh liên quan đến tràm đấy thì thấy hiện tượng là nó cũng bay tràm đi tương đối nhiều luôn. Những đau nhức xương khớp đấy, đau nhức xương khớp làm đẹp, hội chứng tiền mãn kinh, tăng động, bốc hỏa, loãng xương, thì cái sử dụng tinh dầu hoa anh thảo này có thể nó rất là tốt. Chi tiết hướng dẫn sử dụng thì chúng tôi có đính kèm theo video này. Thế ngoài ra thì quý vị có thể tra trên website của hàng nhập khẩu Âu. Thì trên website của hàng nhập khẩu Âu thì đây cái mã hàng này nó là cái mã hàng TPCN 6238. Thì quý vị có thể vào website hàng nhập khẩu Âu.vn hoặc là sâm nấm linh chi.vn thì tìm cái mã hàng TPCN 6238. Thì quý vị có thể xem chi tiết hơn về hướng dẫn sử dụng của nó cũng như là các thành phần của nó. Thì trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều cái sản phẩm tương tự, có nhiều nhà phân phối khác nhau. Đây là một trong sản phẩm chính hãng được hàng nhập khẩu của Âu là phân phối xỉ toàn quốc. Một lần nữa xin giới thiệu video này đến quý vị và giới thiệu sản phẩm này. Quý vị muốn tìm mua sản phẩm này thì xin vui lòng vào website của hàng nhập khẩu Âu, hoặc là liên hệ với số hotline kho hàng của hàng nhập khẩu Âu
số điện thoại và số Zalo là 098 679 8008. Đấy, tôi xin nhắc lại là 098 679 8008. Thì đấy vừa là số hotline vừa là số Zalo. Hàng nhập khẩu sẽ phục vụ quý vị một cách chu đáo. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin gặp lại ở những video sau. Xin trân trọng cảm ơn.